JBL L75MS cũng là một thiết kế loa không dây hiện đại nhưng lại được sở hữu một thiết kế retro của thập niên 70, mang nét tương đồng với các dòng loa vintage huyền thoại nổi tiếng trước đó như L100 Classic, L82 Classic và gần đây nhất là L52 Classic. Ngoài ra, với việc sử dụng vật liệu gỗ Việt New Walnut, đường nét hình khối tinh giản, những đường vuốt cong ấn tượng, JBL L75MS gần như một món nội thất phong cách mid-century rất đang thịnh hành trên toàn thế giới. Nhưng đặc biệt nhất thì vẫn sẽ là lớp e căng với họa tiết khối vuông kinh điển đến từ dòng loa JBL L Classic. Khi chúng ta đặt JBL L75MS vào bất kỳ không gian nội thất nào thì nó cũng sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Một thông tin bên lề mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là sắp tới đây thì JBL L75MS cũng sẽ có thêm một phiên bản hoàn thiện cao cấp với lớp sơn phủ đen bóng theo tiêu chuẩn của đàn piano.